Dạ, con xin kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý chú anh chị và các bạn, những khán giả yêu cây kiểng bonsai trên cả nước ha. Thì hôm nay con cũng mời quý cô chú mình ghé là một cái địa điểm giao lưu mới của cô chú. Đây là xã Tân Thành của huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp nha quý cô chú. Để cùng giao lưu với anh Lê Phúc một số cây ha. Hôm nay thì giới thiệu đến quý cô chú một số cây trang đẹp, một bông giấy nữa quý cô chú ơi. Sộp. Đó thì vườn anh thì cũng đầy đủ đa dạng các loại luôn, có cả những cái cây mai bonsai ha. Quý chú có nhu cầu chơi mai bonsai, bông trang thì liên hệ với anh. Đó thì hôm nay cũng có giới thiệu mấy cây bông trang rất là đẹp quý chú để cùng mình cùng tham khảo. Khế đồ này nọ nữa. Thì con mời quý chú cùng gặp anh Phúc ha. Dạ em chào anh Phúc ơi. Chào chào anh Khánh ơi. Dạ. Chào anh Khánh bên bonsai lục tỉnh miền Tây ha. Hôm nay em cũng mới lên kênh của anh Khánh. Thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị một số cây bông giấy rồi gừa bông rồi bông trang rồi mai rồi khế rồi ha. Dạ. Số điện thoại giao lưu của em là 0398294694, đó là cũng số Zalo của em. Dạ. Rồi, dạ. Có một cây giấy rất là khủng với số cây trang to nha quý cô chú. Trang gốc to lắm. Đây, giấy khủng to nữa ha. Sơ lược cái cho mình xem nha. Đó, một số cây mai bonsai cũng rất là dễ thương. Rồi, vô luôn anh ơi. Rồi, rồi. Chi tiết luôn ha. Đầu số 1. Đầu clip là mã số 1 cây mai bonsai. Một cây mai bonsai. Cái này dài, rất dài cây nha anh Khánh. Dạ. Cây này anh nuôi bao lâu rồi anh Phúc? Thấy cái cốt chi nó cũng khá lớn hả? Nuôi cũng nói chung là hồi đó nó nằm trên chậu rồi cũng rút chậu tới rút chậu lui đó. Dạ. Cũng lâu rồi. Dạ cây lên ấy chứ. Cái này dòng ghép không anh hay là sao? Cái này cây nguyên thủy anh. Nguyên thủy ha. Dạ. Bông như thế nào anh Phúc? Bông hồi đó ông già ông ương rồi bông cũng lựa bông đẹp. Bông dạ. Cũng khít. Rồi. Bonsai. Bệ đế rất là dễ thương nha quý chú. Rồi đo giúp em thông số luôn anh Phúc ha. Đây. Chiều cao ha. Chiều cao đầy đủ hết trơn ha quý chú. Chiều cao là khoảng 42. Tán ngang khoảng 53. Dạ. Đó cái con số hoành này ha. Đây cái đi. Đây là được cái như 16 như mấy rưỡi nhưng mà thôi cái 15 đi ha. 15 anh ha. Xích tiền chút đi ha. Dạ. Đây được 24. Dạ. Đi sổ đi. Đi sổ được 18. Rồi. Lên móc chân ha. Dạ. Dạ cái. Đế sổ nôm đẹp anh ha. Dạ. Rồi. Bài dán bài. Dạ. Giá sau đây cái mã số 1 này em vô lô là 2 triệu. Em bao ship toàn quốc luôn. Chậu không anh hay là nếu mà gần thì em cho tặng chậu, còn xa thì em rút chậu ra cho chậu này gần ảnh tặng luôn cái chậu này nha quý cô chú. Dạ dạ. Còn xa thì rút chậu bỏ bọc. Dạ dạ. Đó. Tại cái chậu này nó cũng không có cái giá trị mấy. Quý cô chú ơi, đế sổ nôm rất là đẹp luôn. Cây nhỏ nhưng mà già cây lắm rồi. Dạ. Cốt chi lớn rồi. Dạ, rồi, tiếp tục giúp em luôn ha. Mã số 2. Mã số 2. Cũng là cây mai bonsai. Dạ, một cây mai bonsai. Vô mới vô vậy thôi. Nhưng mà cái cây thì già nó nằm chậu lâu dài. Dạ. Giác thú nè. Rồi, mai bonsai giác thú. Dạ. Mấy cây này mà Tết mình đem để trên bàn anh ha. Dạ đúng rất rồi. Là hợp lý luôn. Em cũng vào tần số ha. Dạ. Chiều cao nó được 45. Tán ngang được là 63. Dạ. Dán thú chân cẳng đầy đủ ha cô chú. Đó, đo cái này đi. Rồi, vị trí đó là 17. 17 anh ha. Ừ. Có gì mình trừ hao chút đỉnh đi. Dạ. Mấy cái này thông số không có nói lên được gì nhiều. Cây là cũng già cây chứ. Dạ. Rồi, cây này giá sao anh? Cây này giá 2 triệu, em cũng bao ship toàn quốc. Dạ, 2 triệu. Bông cây này như thế nào anh Phúc? Bông này cái lô nè, em trồng nhà đó, em bông nó cũng đẹp anh. Lựa bông là bao bông đẹp ha. Bao bông đẹp. Bông khít. Dạ. Dạ. Rồi, đổi giúp em luôn ha. Rồi. Tiếp tục một cây mai bonsai khác nữa luôn chú ha. Cũng ấy nữa. Cái này tay lô này đó hồi đó ông già ông ương ông chọc. Dạ. Nhỏ nhưng mà rất là quái anh ha. Dạ. Già quái. Cục bú ha. Rồi, ở đây có cái cục bú ha, cục lọc ha. Cục lọc. Trồng xe ha. Trồng xe. Cái như cái trứng gà của chú ha. Đo tổng số ha. Chiều cao là được 63. Rồi, tính tới cái ngọn này luôn nha quý chú. Tính tới cái ngọn nha. Đo cái thông số này đi. 18. Dạ. Cục lọc rất là dễ thương quý cô chú. Dễ thương ha. À, hoàn cục. Rồi đo hết cái hoành đế đó giúp em luôn. Đo cái đế này đi ha. Ha sao. Dạ, này được 45. Rồi.
Chiều cao nằm tầm khoảng gần 2 tấc của chú ha. Có cái cú quái quái. Có cái đuôi ha. Có cái đuôi này luôn. Thì mới nước dây thứ hai cho anh. Nước dây thứ hai anh. Rồi. Giá sau đây anh Phúc ạ. Cái này mà cái số 3 này em cũng giao lưu là 2 triệu. 2 triệu anh ha. Dạ. Em muốn bao ship toàn quốc. Tại lô này em bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Rồi, tiếp tục giúp em luôn. Mã số 3, số 4. Số 4. Cây mài chiêu thủy. Rồi, mài chiêu thủy quái. Quái. Cũng em, thú nữa anh ha. Cũng thú. Cái này thì không biết là da đen da xanh gì tại mình đó vậy, em cũng mới biết chơi. Nó có cục ú bú nè. Rồi. Này là cái phôi đâu của chú ơi. Phôi. Báo phôi. Rồi quạnh thú chiều cao này. Chân cẳng này có sẵn ở trên này của chú. Chiều cao là được 43. Dạ. Quạnh này ha. Quạnh nó được 23. Rồi, toàn dạng thú đi. Dạng thú là được 25. Rồi. Chiều dài thì 25 hả chú? Ừ. Bỏ chân vậy nè. Bỏ chân. Rồi cây này giá sao đây anh? Cây mã số 4 này em giao lưu là 2 triệu rưỡi. Em cũng bao ship toàn quốc. Toàn quốc luôn. Gần thì em tặng chậu, xa thì em rút chậu ra ha. Dạ. Bó bầu. Rồi, tiếp tục giúp em luôn ha. Mã số 5. Rồi, clip đầu tiên trên kênh ha chú. Rất mong quý chú xem yêu mến và ủng hộ cho anh Phúc. Số 5 là cũng mai chiếu thủy nữa. Dạ. Mai chiếu thủy luôn. Dạ. Cái này chơi cặp thú luôn anh ha. Thú. Cặp thú giữ nhà luôn. Rồi. Mua của ông già thấy nó nu nằn rồi, thấy nó già cây á. Rồi, cây này cũng có một số cái đặc điểm ha. Để anh đo xong cái chỉ cho quý chú xem. Chiều cao là được 47. Dạ. Hình thú là được 33. Đo chỗ này đi ha anh Khánh. Dạ, đo. Đo hoành chỗ này đi. Hoành là được 31 đi. 32 cả 31 rồi. Nó có cái... Rồi, thẹo. Có cái thẹo này mà thẹo rất là lâu anh ha. Lâu nó cuốn cỡ này thì quý chú nhìn cũng biết ha. Dạ. Thẹo cũ. Dòng mai chiếu thủy thì nó thẹo nó cũng đỡ ha. Nó cũng có eo. Trên thì nó nù ra những cái cục nù đây nè của chú dạ, dạ cái nù. Rồi giá luôn anh ơi. Giá cây này là cũng mã số 5 này là 2 triệu rưỡi. Em cũng bao ship toàn quốc. Dạ. Dạ. Rồi bó bầu đi theo chú. Xa xa còn nếu gần gần ảnh tặng luôn cái chậu này cho mình của chú ơi. Dạ. Chậu này cũng là chậu gốm đẹp nha của chú. Chậu gốm. Sợ mình xa mình ship nó bể á anh Khánh. Dạ. Rồi đổi giúp em luôn ha anh Phúc ơi. Số 5. Rồi, số 5. Tiếp tục mã số 6 mình sẽ tới khế nha quý chú. Khế. Khế này khế chua ương hột nha. Hột nhỏ. Rồi đặc biệt là cái củ rất là quái. Quái. Hột quái. Rồi tổng thể nó như này. Rồi cái chiều cao đi ha. Dạ. Chiều cao tới đây là được 72. Quạnh chỗ này đi. 19 anh ha. Dạ. Bây giờ xích đo xuống cái cũ nó đặt nó cái này. Dạ. Nhiều. Được 41. Rồi 41. Quay quay giúp em ha. Ừ. Rồi nó bền lại nó có những cái đường thân tại... rất là độc đáo. Ừ. Đó trồng trong cái lưu cái hũ gì á. Rồi. Cây này cũng chơi bonsai nhỏ nhỏ gọn gọn của chú ha. Trên này tay cầm vậy nè. Dạ. Rồi giá luôn anh ơi. Cây mã số 6 này là 1 triệu 8. Em bao ship toàn quốc luôn. 1.8 triệu. Dạ. Nhỏ nhỏ nhưng mà rất là già cây. Rất là già cây. Cây ương hột mà. Dạ. Nó quái cây lắm. Dạ. Rồi tiếp tục giúp em luôn ha. Ừ. Số 7. Số 7 mình tới trang nữa anh ha. Trang. Có trang. Trang. Số phôi trang lớn. Trang vàng. Trang vàng nó giống như con cốc ha. Dạ. Mấy cây trang này chắc cũng bao lâu anh? Khá già em nhìn thấy. Tại vì cho người ta trồng hàng rào nó trồng lâu quá không nhớ chứ. Dạ. Mấy cả mười mấy 20 năm gì. Đỏ lá nhỏ anh ha. Cây vàng. À vàng lá nhỏ. Vàng lá nhỏ dạng xưa mình á. Dạ. Rồi. Chiều cao là được 34 đi. Dạ. Nè, hoành ha. Gốc này là to lắm. To. Đó hoành chỗ này đi. Rồi. Hoành là 21. Dạ, 21 hoành. Rồi cái cụ đặt đi ha. Cụ đặt sạch luôn nha. Dạ. 414. Dạ, cụ đặt không là 44 heo chứ. Đế nó bự ha. Đế nó già cây đế.
Cái đường kính bầu này nhiêu vậy anh Phúc? Để nó còn bỏ ra đây nữa. Đúng, đúng rồi. Okay. Đường kính bầu là được 39. Siêu đẹp ha. Cây dáng siêu siêu. Dán siêu. Cành phóng phóng à. Rồi giá luôn anh Phúc. Mã số 7 này em giao lưu là 2 triệu. Cũng bao ship toàn quốc luôn. Rồi, dòng trang xưa mình anh ha. Trang xưa. Trang xưa. Lá nhỏ. Lá nhỏ. Trang vàng nha. Nguyên một cái bệ đặt ở dưới này nha quý cô chú. Hai tay mình ôm là không không giáp không anh giáp, ha. Đúng rồi. Mấy cây này giờ cũng hiếm lắm. Dạ. Rồi, lát nữa anh giới thiệu hai cây to nữa quý chú, ảnh còn thêm 3 cây ở ngoài nữa. Đây cái cây này mới giữ nữa nè quý này. Chú ơi. Rộng cây này cũng mong trang vàng. Công lắc anh ha. À, cái giọng nó có cái giọng dáng cũng khéo ha. Dạ. Rồi. Công chữ C nha quý chú. C. Chiều cao là được 40. Dạ. Này. Cao 40. Ừ. Quành chỗ này đi. Được 24. 24 hoành chú. Trang rồi. 24 hoành là to lắm. Đó cái nguyên cái củ bệ nó đây đi. Được 44. Dạ. Củ là bự ha. Rồi. Trang mà được hoành 24 là cũng lâu đời lắm. Dạ. Nó khi rễ đế nó bự bự không. Cũng trang vàng anh ha. Cũng trang vàng. Cây này gọng lắc chữ C. Dán bài bài heo chú. Dạ. Này mình phối dán bài đẹp. Rồi giá luôn anh ơi. À, cây mã số số 8 này là 2 triệu. Dạ. Cũng 2 triệu em bao ship toàn quốc. Ba gió ngọn luôn heo chú. Dạ, chân ngọn. Cành sẵn. Chân cành có sẵn. Cũng 2 triệu anh ha. 2 triệu. 2 triệu. Mấy cái trang này già lắm già. Già lắm. Vàng mà 20 vàng 24 luôn anh hả? 24 luôn, vàng 24. Đúng là vàng 24 luôn đó. 24 hoành bông trang là to lắm luôn chú. Trang dạ. Vàng luôn. Rồi. Số đẹp ha, hên ha. Rồi, đổi giúp em luôn ha. Rồi, mã số 9. Là bị bông trang lá nhỏ mà bông trang cam ha, đặc sữa. Có cái mặt bông nè. Chừa cái hoa cho mình xem luôn chú. Cam anh hả? Cam. Cam. Nó la nó la giữa thằng đỏ và vàng á anh. Cam cà rốt. Cam cà rốt. Hàng này thị trường nó cũng hơi cũng khó. Dạ. Lát mình giờ có con cặp ở trên đó là nguyên nguyên gin đó đó anh. Nguyên gin, nguyên gin. Tại lâu lâu mới gặp được cái lô bông này. Dạ. Lô này kiếm cũng hơi khó. Này mà nó rực hoa phun hoa trên dạ. Cây trên là nhìn đẹp lắm cô chú ơi. Cam cà rốt. Rồi, tôi có thông số cả. Chiều cao là được 55. Dạ. Hoành vị trí này đi ha. Cái này cũng 24 yếu cỡ như 23 đi. Dạ rồi. Cụ đặt đi. Đâu cụ đặt sạch. Được 44. Dạ, 44. Ừ. Mấy cây này có cũ không anh ha? Cũ không có cái cũ. Cây này cũng có cành phóng bay bay lả lả ra heo chứ. Trực cành phóng gì đó ha. Dạ. Em cũng không có cành. Rồi giá luôn anh Phúc ơi. À cái mã số 9 này là giá 2 triệu. 2 triệu luôn dạ, chú. Dạ, 2 triệu. Cũng bao ship toàn quốc luôn. Nếu mà mình để tàn mấy cây này nó cũng cỡ cái cây ở trên này đúng không anh? À, đúng rồi đúng rồi. Cỡ này đúng không? À. Để tàn là rất là to em chú. Này mình cắt xuống bonsai của chú. Cây rất là già. 2 triệu anh ha. Dạ. Bao ship toàn quốc luôn. Bao ship toàn quốc. Dạ. Rồi đổi dạ. Giúp em luôn ha. Tiếp tục luôn anh ơi. Mã số 10. Số 10. Ừ. Mình có cây okay khế. Cũng khế cũng ưng học luôn. Khế này. Cái chua anh. Chua ha anh ha. Ừ. Vân Nhân ha. Vân Nhân. Vân Nhân có ôm cây tử nữa ha. Dạ. Rồi. Rồi, đó cái thông số nữa ha. Vân Nhân. Bệ đế đẹp nha cô chú. Cây nhỏ nhỏ nhưng mà 78 đi, tới đây 78. Dạ. Cái này hoành nè. Đó hào hào hoành ở đây đi cho nó dễ ha. 29. 29 anh ha. Ừ. Xích dưới củ đặc này coi. Dạ rồi. 45. À... để đo cây tử luôn ha. Rồi. Dạ. Đường kính bầu cũng được. Đường kính bầu đi ha. Dạ. Đường kính ngang theo cái chiều bể đế này nè. Đúng rồi. À, tại vì nó hết hết bầu là hết đế của chú. Rồi. 49. Rồi. 49. Đây, cây tử này là nó từ trong cái rễ đi ra, từ trong dạ. Cái thân đi ra nha của chú. Dính liền hết. Cây này ương hột nó cũng lâu năm nó được vậy nha. Dạ. Khế mà ương hột nó khó. Rồi. À, cái gọng công. Cái này đúng dáng Quan Nhân luôn, Quan Nhân mấy cái này thẩm mỹ lại, đục giác lại nhẹ ha. Đây. Mình làm thêm cái cây tử nữa. Dạ. Rồi quay quay giúp em ra cái mặt này ra này. Rồi giá luôn anh. Mã số 10 này em giao lưu là 2 triệu 2. 2 triệu 2, dạ. Ship sao đây anh? Em cũng ship toàn quốc luôn anh khách toàn này. Quốc luôn anh hả? Dạ. Cây này phí ship cũng cao nha quý cô chú, ship 2 triệu cao. 2, giá này rất là hợp lý luôn, cho mình giao lưu luôn.
Dạ rồi, đổi giúp em luôn anh Phúc ơi. 2,2 triệu. Rồi, cây rồi. Số 11 là một 11. Cây bông giấy ha, cây giấy khủng ha. Một cây hoa giấy Mỹ anh ha. Hoa giấy Mỹ. Hoa giấy Mỹ, cây này cây khủng nha quý cô chú. Đó. Hoa giấy Mỹ thì bây giờ em thấy khá nhiều ha. Nhưng mà cây... để được một cây to như vậy là ít có nha quý cô chú. Ít thị có thấy ha. Cũng khó kiếm cây bự gì lắm. Rồi. Nằm chậu lâu năm. Nó nằm chậu cũng lâu năm rồi hết. Trồng do cái bệ cũ này như cái thùng phi anh ha. Dạ. Đặt sệt luôn nha quý chú. Sệt luôn. Anh quay giúp em vòng đó. Chưa. Em đo cái thằng cây này cây khủng nha quý chú. Khủng. Giấy mà Mỹ mà cỡ này là khủng. Rồi. Nó cỡ mét tư mét rưỡi anh Khánh ơi. Dạ. Chiều cao. Mét rưỡi đi quý chú. À mét rưỡi đi. Rồi. Bây giờ nó cái thông số nó cũng khó ha. Bây giờ anh đo cái hào đi. Nó phúng mầm lên trơn anh ha. Phúng mầm lên. Cây khỏe nha quý chú. Sống khỏe. Chân cành nó đóng vậy nè. Về cây này mà ghép ra cây thành phẩm cái là cây này nhìn là rất là phê nha quý chú. Bây giờ anh đo thử một cái thông số ở đây cái đi ha. Anh cứ đo nhiều vị trí đây cái này. Chỉ cho tham khảo ha. Nếu mà cái thân chính lớn này thì ngay cái đoạn này thì nó là 50 53 đi. 53 nha quý cô chú. Xích cái này chút đi. Là 56. 57, 56, 57. Rồi. Giờ đo nguyên cái củ cái hoành dạ, bự rồi. Đi. Đo hoành bự. Kỹ ta. Rồi. 83. 83 anh ha. Ngay vị trí này là 83. Nó sổ xuống từ đây xuống đây nhiều vậy. À, thẳng thước là nhiêu? 39. Dạ, 39 anh ha. Rồi cái đường kính cái bầu này là nhiêu? Từ đây qua đây luôn. Đúng đường kính nè. Được 79. 79 80 240 hoành đế ha cô chú. À, yếu 240 hoành đế. Cỡ đó cô chú ơi, đây. Bệ đế đặt luôn anh ha. Đặt thân luôn. To bự ha. Dạ. Rồi, mình chỉ cái này luôn. Cái này là bị nó vận chuyển nắng táp à. Nắng táp anh ha. Ừ, táp nắng. Nó cuốn cái này vô cũng nó bò vậy ha. Dạ, thì dạ. Mình cũng ảnh xử lý keo cho mình ha chú. Xử keo. Cây đâm mầm mạnh này. Dạ đây. Dán thì siêu siêu anh Phúc ha. Siêu siêu. Dán siêu. À, cây giót ngọn nha quý chú. Cây giót ngọn. Cây siêu siêu giót ngọn, hai thân siêu luôn. Dạ. Đó. Nó cũng có giọng ha, đẹp ha. Dạ. Như xe. Rồi, cây này về mình báo giá giúp em luôn ha. Cây mã số 11 em giao lưu là 16 triệu. 16 triệu. Ship như thế nào đây anh Phúc? Em cũng bao ship toàn quốc luôn. Cây này mình chơi toàn quốc luôn ha. Chơi luôn toàn quốc luôn, em chơi toàn quốc luôn. Cho quý cô chú dễ chơi luôn ha. Dễ chơi. 16 triệu, anh giúp em một vòng nữa anh Phúc ơi. Cây này cũng quay kỹ cho mình xem với chú. Tại cây này là một cây khủng nha. Tại lúc đầu thì em cũng bao ship cho cô chú anh chị dễ. Giấy Mỹ mà cỡ này là khủng lắm rồi cô chú. Cũng khó kiếm lắm. Khó kiếm cỡ này. Rồi. Rồi. 16 triệu. 16 anh triệu. Phúc bao ship cho mình toàn quốc luôn. Toàn quốc luôn. Đó. Cái này mình có thể khó ghép cũng là hoặc là chơi game luôn anh ha. Cái này giá trị của chú. Rồi, tiếp tục giúp em luôn. Cây mã số 12 là cây gừa bông á anh Khánh. Dạ, một cây gừa bông, gừa Đài Loan. Dạ. Cây này quý cô chú nào có sân rộng rộng mình để vô cái nhà mình lấy bóng mát hoặc là ở chỗ nào mà quán đồ anh đó ha. Dạ dạ. Quán cà phê đồ này nọ mình đưa vô cũng hợp lý của chú ha. Cái gừa bông này thì nói chung ra là ở miền Nam mình giờ cũng cây bự bự gì cũng khó kiếm. Rồi, một cây gừa bông. Rồi, được anh ơi, tròn vòng rồi. Tròn vòng ha. Em cũng hào hào giúp em chiều cao. Nó cỡ 2 mét anh Khánh ơi. Dạ. Rồi, tán ngang nó khoảng gần 1m8 vậy. Rồi. Tán ngang 1m8. Rồi. Giờ anh đo nhiều cái thông số đi ha. Cây này là cây gừa bông. Gừa bông, gừa Đài Loan, nguyên gin. Già nó bông 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 vậy. Dạ. Gừa bông. Em đo cái khớp trên này thì nó là... Đo tập khớp này đi. 60... 65 nè. 65 anh ha. Ừ. Rồi, dưới luôn anh ạ. 87. Dạ. Yeah.
ngang bầu này ha. Đường kính bầu này là như đây 71. Dạ. Rồi cây này nè, cái bông này là của ông già ông chơi rồi mua lại chia sẻ lại. Dạ. Nó cũng lâu đời lắm. Anh tròn vòng cho em ở dưới này, các em đưa lên chân cành cho quý chú xem ha. Dạ. Đây quý chú. Chân cành nó từ nhỏ tới lớn vậy đó anh ha. Dạ, liên dạ. Lạc cây anh ha. Liên lạc. Đóng kính mít hết trơn ha quý chú. Cây này cắt tàng thông luôn anh ha. Dạ. Rồi cây này giá sao đây anh? Cây gừa bông mã số 12 này em giao lưu là 16 triệu. Em cũng bao ship toàn quốc luôn. Toàn quốc luôn anh hả? Toàn quốc luôn. 16 triệu ha dạ. Quý cô chú. Cây này phí ship cũng nặng lắm nha. Cây này nó ra trái rất là đẹp nha quý chú. Nó ra trái giống như mấy cây sọp rồi anh ha. Dạ. Rồi, 16 triệu. Dạ, tiếp tục luôn anh ơi. Rồi. Dạ. Kế bên đây. Cây mã số 13 này thì em xin giao lưu là một cặp bông trang cam. Dạ. Mà giờ mình đo cái cây, mình đo cái thông số cây này trước đi ha anh Khánh. À mình bán cặp bán chứ cặp. Không phải bán lẻ anh ha. Dạ đúng rồi. Rồi cái này là ảnh bán cặp nha quý chú. Đây ở phía trên này còn một cây nữa nè. Dạ. Con sẽ quay từng cây riêng cho mình xem ha. Dạ. Hai cây như nhau luôn quý chú ơi. Toàn kính mít đặt kẹo. Dạ. Mấy cây này giờ cũng khó kiếm lắm, cây khủng lắm mà, hoành nó bự. Dạ. Rồi được anh Phúc ơi. Được ha. Đây cái bông nó nè, cái hoa nó nè quý chú, cam cà rốt nha quý chú, cà rốt. Hoa màu rất là đặc biệt. Dạ. Rồi chiều cao luôn anh Phúc ơi, chiều cao nó cỡ 1m8 anh Khánh ơi, tán ngang là được 1m5. Dạ, cao 1m8, tán rộng 1m5. Dạ. Cây này chắc mấy mươi năm anh, mấy mươi năm cây hàng gào ta. Hoành nó bự lắm, nó giống con thú mà như là cái tàn. Cho qua tí xíu nữa. Tí xíu nữa ha. Dạ, dạ đây. Đó. Hoành nó đi, chỉ dưới này đi. Dạ. Được 23 gửi tới 23 thôi. 23 anh ha. Ừ. Nó nằm cái bệ lại lại, mình cứ đo tham khảo thôi chú ơi. Tham khảo thôi, 30. 30 anh ha. Cây giữ tàn, không khai thác đế anh ha. Đúng rồi. Để y thinh vậy luôn, nhưng mà rễ cám ở trên này chú thấy không? Nó chèn. Dạ, đứt da me cho anh Khánh. Dạ. Dạ cây. Rồi anh cứ dừng đây để em. Dạ. Đây cái dàn xương nó một chút phía trong mà. Vậy cứ ngắt luôn. Đó. Rồi. Mình sẽ giao lưu một cặp anh ha. Một cặp. Đây là một cây ha cô chú. Đây là một cây. Đo đường kính bầu cho cô chú tham khảo nữa. Dạ. Chồng. Đường kính bầu nó là được 66 anh Khánh ơi. 66. Dạ. Này mình về để trước sân nhà mình rất là rực rỡ luôn cô chú. Anh đo cái thoát thần này giúp em, từ đây xuống đây nó thoát được như vậy. Được 16. Dạ. Rồi. Trước khi quay cây thứ hai này mình báo giúp em luôn là cặp này mình giao lưu giá nhiêu đây? Cặp này em giao lưu là 10 triệu. 10 triệu anh ha. Dạ 10 triệu. Ship toàn quốc nữa. Ship toàn quốc luôn. Rồi chơi chơi này dễ chơi quý cô chú ơi. Dạ. Rồi, cây thứ hai. Dạ. Cũng là cam. Đây. Cũng y gan như cây kia vậy đó quý cũng cô chú. Y gan luôn. Mà cây này thì nó mà cái này dường như em thấy cái tàn bề ngang nó to hơn chút nữa đó anh ha. Nó hơi nhỉnh chút. Nhỉnh hơn chút xíu. Dạ dạ. Cái thân nó cũng hơi nhỉnh hơn, cái hoành nó cũng hơi nhỉnh hơn. Cái này mà nó rộ hoa cái nhìn rất là đã của chú ha. Màu cam cà rốt. Tại vì mình rồi, được. Được anh ơi. Được rồi. Đây. Vị trí này luôn. Cái thân này cũng to lắm nha của chú đây. Tán ngang nó cũng được 1m8 nè. Ủa tại chiều cao 1m8, tán ngang 1m5 anh Khánh ơi. Dạ nó rồi. Na ná thôi. Đo cho thông số cho tham khảo thôi. Chứ nó hơi nhỉnh hơn. Cặp trang to nha quý yeah. chú. Thân này chính xác luôn anh ha. 26 luôn quý chú ơi. Trang mà 26 là bự nha quý chú, to. Kính bầu là 66 luôn. Mà nó thóc thân thì thấp hơn ha. Thóc thấp thân hơn. Thì chắc tầm khoảng 10 không? Nó 14 anh ha. Cho em tròn cái bệ này giúp em. Quay giúp em. Quay ha. Yeah. Đây nè quý chú, ở đây ảnh không khai thác nha quý chú. Dạ, không dám khai thác. Bể đế nó ra tới đây nè, cái vách bể nè. Bể cứng ngắt luôn á quý chú. Đây nè. Cũ. Cũ bể cứng ngắt luôn anh ha. Nứt da me cho nó già cây. Cây thì nói chung là liên lạc, nuôi trồng từ nhỏ nha quý chú. Chỉ cắt tỉa tàn thôi cho nên là trên thân là không có mặt cắt, không có mục lũa gì hết. Tại mình mua được cái giá nó cũng rẻ và chia sẻ cho cô chú nó giá được rẻ. Mình để cặp trước nhà là rực rỡ luôn chú. Lên chậu, lên bồn hoặc là trồng dưới đất đều đẹp. Cam sữa này cũng khó kiếm lắm. Dạ, cam sữa luôn anh ha. Dạ. Rồi,
Cặp này là 10 triệu anh ha. 10 triệu. Bao ship toàn quốc luôn. Bao ship toàn quốc luôn anh Khánh ơi. Dạ. Rất là hoành tráng của chú. Dạ. Ảnh có thêm còn thêm 3 cây đó nữa. Một cặp trang vàng với cây cam kia đó anh ha. Dạ. Chú có nhu cầu nhiều hơn nữa thì mình cứ gọi ha. Dạ. Hoành nó cũng tương đương á, cũng thấy cây đó cũng khá to. Dạ. Hoành nó bị cái người ta trồng hàng gào hồi xưa đó. Nói chung là 5 cây này là đi nguyên lô luôn anh ha. Dạ dạ. Chung chủ một. Chung chủ. Rồi. Mã tiếp theo. À, sau 14 là cây mai. 14. Dạ. Dạ. Mai tạng ha. Cái này. Được 45. Tán ngang là được 1,5 m. Rồi. À, quý cô chú thích cái hệ mà mai bonsai. Bonsai. Mà đa mà lực thì cây này. Dạ. Là rất là hợp lý luôn nè quý chú. Nó không đó. Cao nhưng mà tay cành nó là to to không nha quý cô chú. Dạ cây. Dạ cây lắm luôn. Cây này là cái cây nó cũng có cái dấu hiệu nữa hả ha. Dạ. Nhưng mà mình thấy thôi. Cây này tay cành nhìn rất là phê nha quý chú. Mặc dù là nó thấp thôi nhưng mà dạ. Tay cành lực lắm. Bể đế cũng đẹp. Dạ. Rồi mặt tiền luôn anh ơi. Mặt tiền nhẹ ra chút xíu nữa. Xíu nữa ha. Dạ đây. Rồi đo cái thông số nha, cái hoành này đi. Hoành ngay chỗ này đi. Được 33. Dạ. Thôi là đây là sổ hơi ha. Cái đó cũng 13 ha. Rồi. Nó thoát nhiều à, nó thoát nhiều đóng chừng cành. 13. Rồi. Dòng cái thước hết bộ đế này giúp em luôn này. Cái này đo được nè, mình đo. Được 1,29 nữa nè. Đế nôm nha quý cô chú. Dạ đế nôm. Đế nôm. Đế nôm. Dạ. Đó. Và cây thì cũng khá là liền lạc anh ha. Dạ. Anh nhìn đây giúp em. Anh đo một cái tay cành số 1 này giúp em cái ha. Số 1 ha. Được 15 anh Khánh ơi. Dạ 15. Dạ. Con cái là nó đóng rất là đúng với tay cành số 1 nó lớn anh ha. Dạ. Số 2 nó nhỏ dần. Cành phong. Lên đây nó nhỏ hơn. Dạ. Nói chung là nó liền lạc. Nhìn nó rất là hài hòa đó chú. Dạ. Rồi giá luôn anh ơi cây này. Cây này em cây mã số 14 này giao lưu là 6 triệu. 6 triệu anh hả? Dạ. Cũng ship toàn quốc luôn ha? Ship toàn quốc luôn. Cây này đẹp lắm quý cô chú. Dạ. 6 triệu. Tay cành múa lượng ha. Dạ. Có thể là mình đi quý cô chú có thể mình kêu ảnh rút ngắn nhẹ lại quý cô chú ơi. Dạ. Cây này về mình cũng sẽ rút lại. Rút nhẹ lại. Cây này mà vô chậu á. Đem ra nhìn đẹp lắm. Lắc anh ha. Dạ lắc. Bông như thế nào anh? Bông đẹp anh Khánh ơi, bông hồi đó để ông già ông trồng rồi ông lựa bông. Cái này cây nhà. Dạ. Cái này nhà mình biết mặt bông. Rồi. 6 triệu của chú ơi, bao ship toàn quốc luôn. Dạ rồi. Rồi. Cây kế bên luôn anh Phúc ơi. 15. Là cây cũng cây mai. Dạ, một cây mai vàng. Mai tiếp vàng. Theo nữa. Cây này đã em thấy đã chỉnh sửa đã nuôi chắc cũng một thời gian lâu rồi anh ha. À lâu rồi mấy năm rồi. Mà trên chậu em rút chậu kìa. Tay cành lớn hết rồi nha quý cô chú. Dạ. Đế nôm ha, dáng cũng thú anh ha. Dạ. Quái quái. Quái quái. Có hai cái bị hại cái quái. Mình tính ý tưởng mình chơi cái gì mà mình xè hai cái đó ra anh. Thấy nó giống con chim con đại bàng vậy đó. Giống như là hai cái cánh vậy đó, đúng không? Cánh vậy. Chú quái quái. Cho lạ cây. Dạ. Cây đẹp quá chú ơi. Cây này cũng tay cành lớn hết trơn. Tay cành lớn. Ngang cũng chiều cao 1,5 m nữa đây. Dạ. Tay ngang cũng cỡ 1,5 m đi. Dạ rồi. Đây, đế nôm nữa đế anh nôm, ha. Đế bộ đế này rất là đẹp quá chú. Ừ. Hai cái tay này anh làm như là hai cái cánh vậy đó, xè ra hai bên ha. Dạ. Nó mọc từ ở trong cái rễ ra anh ha. Dạ đúng rồi. Trong cái rễ ra thấy nó mọc hoài cái đó thôi bẻ đại luôn cho nó quái quái cây. Rồi. Cắt hoài cũng mấy ha, thôi để đại luôn ha. Rồi, đo giúp em luôn ha. Hàng số này. Nói chứ mình cắt là nó ra hoài luôn anh. Dạ. Nói như là 24 đi, không 23 đi. Dạ. 24 yếu 23. Đo cái độ sổ nó giúp em luôn nha. Sổ rồi, độ sổ nó được 24. Dạ, rồi tổng cái bệ này như thế. Tổng cái bệ này đi. 1,33 m anh cái này. Rồi. À, quý cô chú yên tâm mấy cây này là về chơi liền nha quý cô chú. Dạ. Tại vì cây anh đã thuần ở trên thuần xong anh mới lấy ra chậu cũng qua chỉnh sửa hơi à. Đây, để nôm đều hết trơn luôn. Dạ.
Quý cô chú thấy cái chân cành này không là quý cô chú mình biết đã nuôi rất là lâu rồi mới ra cái chân cành cỡ này. Xè trồng dâu anh ha. Dạ. Rồi cây này giá sao đây anh Phúc ơi? Cây này em giao lưu là 10 triệu. 10 triệu anh ha. Dạ. Xem kỹ giúp con ha chú. Cây liên lạc. Không có một lũ gì hết mà cắt khi mà mình làm cái phôi á, dạ, mà cắt ngọn nó còn có tí xíu luôn dạ, anh ha. Còn tí xíu nè. Nhưng mà nó liền. Rồi, không đáng kể. Nuôi cái này bằng ngón chân cái mình, mấy cái chi này của chú dạ, bằng ngón chân cái mình hết rồi. Chi to hết rồi. Dạ. Rồi, cái này là giá 10 triệu, cũng 10 triệu. Ship toàn quốc luôn anh ha. Toàn quốc. Nhưng mà xa thì em cho em xin cuốn hơi ha, để dạ, ship cho nó phí ship cho nhẹ chút. Rồi. Dạ. Rồi còn cây gì nữa không anh? Không, cây mã số 15 này, cây cua liếp cái này. Dạ. Rồi mình chào luôn anh Phúc ha. À, thì cũng như là em mới lần đầu lên liếp, có gì mà thiếu sót thì xin cô chú anh chị cũng thông cảm ha. Dạ. Cũng như ngày mới chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe. Dạ. Thành công. Dạ, cảm ơn. Dạ rồi, ủng hộ cho anh Phúc ha chú. Con cũng kết thúc ở đây. Cô chú yêu mến kênh xin mời đăng ký ủng hộ kênh. Nhấn chuông thông báo để xem những clip mới trên kênh. Con xin chào và hẹn gặp lại.